Chào toàn thể quý cô chú anh chị. Hiện tại Nguyễn Hoàng đang đứng ở ngay chỗ cái góc đường Nguyễn Văn Luân. Phía trước mặt cô chú anh chị đó là Nguyễn Văn Luân nha cô chú anh chị. Số nhà là 257 Nguyễn Văn Luân, ngay chỗ cái trung tâm ngoại ngữ Hoàng Vinh nè cô chú anh chị ha. Ở trung tâm ngoại ngữ Hoàng Vinh. Ở đây phía trước này là 258 đường Nguyễn Văn Luân thuộc phường 11 quận 6 nè, cái góc chỗ cái công ty thương mại Đồng Tâm nè cô chú anh chị. Ở góc này, góc công ty thương mại Đồng Tâm. Ở đây là ngã phía trước mặt của chú anh chị ha, phía trước mặt của chú anh chị mình đi lên một tí nữa thôi là mình sẽ gặp cái chợ lớn, đường chợ lớn nha, đường chợ lớn mình rẽ phải nha. Còn mình góc này mình đi xuống nè, mình đi xuống đây nè, mình đi xuống đây là mình gặp ngay chỗ ngã tư Hậu Giang với lại đường Nguyễn Văn Luân. Ở ngay chỗ cái Honda Sơn Minh 3 của chú anh chị. Đó góc này mình đi xuống này nha. Mình đi xuống đó là mình đi góc ra hướng ra ngay chỗ cái vòng xoay Phú Lâm, chợ Phú Lâm. Cô cấp mắt Phú Lâm của chú anh chị ha, hướng ra Bà Hôm, hướng về Tân Hòa Đông, rồi về đường Hồng Bàng. Còn đường Hậu Giang mình khúc này mình rẽ phải nào là mình đi về khu Minh Phụng. Đó, mình về khu Minh Phụng về chợ Kim Biên. Đó, chợ Kim Biên. Còn vị trí ngôi nhà của mình thì giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng vào bên trong để cho cô chú anh chị mình biết được cái vị trí ngôi nhà của mình. Hiện tại là mình đi vô ngay giữa trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành nè. Đó, trước mặt của chú anh chị nè, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành mình đi vô nha. Lối đi vào đường nhà mình là đường này rất là rộng nha cô chú anh chị, đường đã được trải nhựa luôn rồi. Đường trải nhựa tầm 4,5 m cô chú anh chị ha. Và mình đi thẳng vô trong thì mình sẽ gặp ngay giữa trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành luôn cô chú anh chị. Đó, lối này mình đi vào nè, mình đi vào khoảng chừng là một căn nhà nữa thôi là mình tới cái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành. Và sau đó là mình sẽ rẽ phải nha, mình rẽ phải để mình đi thêm một đoạn nữa là mình ôm theo cái tường của cái trường Nguyễn Tất Thành này thì mình sẽ gặp cái vị trí ngôi nhà mình ở đối diện luôn nha, là cái nhà mình đó đối diện cái tường của cái trường Nguyễn Tất Thành này cô chú anh chị ha. Đó, mình đi thẳng vào nè. Thì mình đi tới ngay chỗ cái góc gội đầu của cô chú anh chị, làm tóc gội đầu á thì mình rẽ trái. Đó. Đây, vị trí trường Nguyễn Tất Thành nè. Rất là rộng luôn cô chú anh chị. Trường này là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành. Và đường này á mình rẽ trái là mình sẽ thông ra ngay chỗ cái chung cư Him Lam cô chú anh chị ha. Và mình ra mặt tiền ở phía trước của cái trường Nguyễn Tất Thành luôn. Và ở đường đó thì sẽ có một cái ngôi trường là trường Nguyễn Văn Luân của chú anh chị ha. Thuộc hẻm 491 của Hậu Giang nha cô chú anh chị ha. Đó, hẻm 491 Hậu Giang, hướng đi thẳng đây nè, mình để trái nè cô chú anh chị. Đó, mình để trái đây nè. Là mình cặp cái vách tường này mình đi vô nha. Ở đây đã được giải tỏa hết rồi nha cô chú anh chị ha. Nên giải tỏa hết rồi nên cái đường mình nó rộng tầm 8 m luôn đó cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại là có hai ngôi nhà vẫn còn chưa có đền bù thỏa đáng đó, nên họ chưa có đập ra cô chú anh chị. Chứ ở đây là nguyên một dãy này là đều đập ra hết rồi nha cô chú anh chị ha. Chỉ còn một căn và hai căn này là chưa có thỏa đáng cái mức đền bù của cô chú anh chị nên họ chưa có đập ra nha. Đó, thì toàn bộ nguyên dãy đường này là đập hết rồi. Và cái đường này mình thông ra hẻm 491 của đường Hậu Giang nha, thuộc quận 6 của cô chú anh chị. Và mình hướng ra chung cư Him Lam. Đó, thấy cô chú anh chị thấy không? Ở hai bên bên tay phải của Nguyễn Hoàng đã quy một dãy này là người ta đồng tình thỏa đáng hết, là người ta đập ra hết rồi cô chú anh chị ha. Còn hai căn nhà đó thì mức đền bù chưa thỏa đáng nên người ta chưa có đập với cô chú anh chị. Đó. Và hướng mình đi thẳng vô đây nè là tới vị trí ngôi nhà của mình. Và ngôi nhà này á hiện tại á, chủ á, đang kêu bán mức giá là 3 tỷ mốt nha cô chú anh chị ha. 3 tỷ mốt. Đó, giá này thì còn thương lượng mạnh luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình cứ đi tới xem đi, xem nhà đi, ưng ý thì mình thương lượng nha. Đó, đây vị trí trước nhà của mình đây. Nhà này thì hiện tại đang được thiết kế là một trệt, một lầu, một lửng nha cô chú anh chị ha. Và gồm là 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị, 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đó, một nhà vệ sinh ở tầng trệt và một nhà vệ sinh ở trên lầu. Đó. Có nhà mình là có mái che nha, có mái che. Nhà mình được cái là hai mặt tiền trước sau, hai mặt tiền trước sau và cái hẻm ở phía sau á thì tầm khoảng chừng là 2 m đó cô chú anh chị. Còn hẻm phía trước này nè, hẻm phía trước này thì rộng hơn nha cô chú anh chị ha.
Đó, hẻm phía trước này là 8 mét nè cô chú anh chị. Đó, và hướng này mình đi thẳng ra nè. Đi thẳng ra mình gặp chung cư. Đó, Him Lam Chợ Lớn. Và đường thì đường 8 mét. Xe hơi có và thể vào đến tận nhà luôn. Và ở đây á, là được đền bù giải tỏa hết rồi nha cô chú anh chị ha. Nên đã cắt hết rồi. Đó, nhà nào cũng xây lại hết cô chú anh chị ha. Đó, khoảng không gian này nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó, chỉ còn hai căn đó là chưa có đền bù thỏa đáng nên người ta chưa có cho đập với cô chú anh chị đó, chứ mà đập ra nữa là cái đường này lên giá nhiều lắm á cô chú anh chị ha, tại vì cái đoạn đó nó hơi hẹp nên mà xe hơi xe tải lưu thông nó cũng không có được cô chú anh chị. Với lại một phần là ở đây là mình là thuộc đường thông đó, mình đi thẳng ra là mình thông ra tới hẻm 240 của Nguyễn Văn Luông và mình thông sang hẻm 249 của cái đường ở ngay bên trường á, là mình thông sang hẻm 249 Nguyễn Văn Luông luôn và đều ra hướng ra ngay chỗ vòng xoay Phú Lâm ha cô chú anh chị ha. Đó. Và đây là ngôi nhà phía trước của mình đây. Đó, nhà rất là đẹp và mới nha cô chú anh chị ha. Nhà này có kích thước là ngang 3m18 nha cô chú anh chị ha và chiều dài là 7m. Nở hậu ra là 3m33. À, nở hậu 3m33. Nhà có hai lớp cửa nè, một lớp cửa sắt và một lớp cửa kính bên trong nha cô chú anh chị ha. À, nhà mình á thì được ốp gạch nè, ốp gạch tường nè. Đó, ốp gạch tường chắc tầm 2 mét đó cô chú anh chị. Đó, tính từ vị trí đó là cô chú anh chị qua tới vị trí bên này á, là 3m18 nè. Là cái đầu nha. Đó, cái đầu 3m18. Còn cái đuôi thì nó nở hậu ra 3m33. À, nở hậu ra được một tấc á cô chú anh chị. Một tấc hơn. Đó, tường thì được ốp tầm 1,5 m á cô chú anh chị. Ở bên trong này thì có một cái lớp cửa kính nè, cửa kính kéo nè, kéo kéo luồn nè. Đó, cửa kính kéo luồn. Và phía sau là nhà mình có một cái mặt tiền nữa nha. Mặt tiền nó rộng tầm tầm 2 mét đó cô chú anh chị. Đây là toilet ở phía dưới nhà mình. Đó, toilet phía dưới. Đó, đây cái cửa mình kéo ra kéo vô nè, rất là tiện lợi luôn ha. Có khoảng không gian của bếp luôn. Đó, có bồn rửa chén cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, rất là đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Nhà mình thì còn tương đối là mới cô chú anh chị. Đó đây nè. Đó, vòi vòi nước nè cô chú anh chị. Đó, vòi nước rất là mạnh nha. Còn cái này á, thì mình để thiết kế để mình để cái nước rửa chén của cô chú anh chị. Đó, mình cắm cái đường ống vô cái mình ấn 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 vậy là nó sẽ ra nước rửa chén nha. Giờ cũng hiện đại lắm đó cô chú chị ha, khỏi phải để cái bình lên. Đây phía sau nhà mình đây, phía sau nhà mình là hẻm 2 mét nè. Đó, hẻm 2 mét mình đang làm một cái cửa sắt kính, nếu mà mình về sau này mình cứ thiết kế hoặc là mình xây cái tường lên đó cô chú chị cho nó bít luôn và mình sử dụng ở phía trước thôi đó, thì nó cũng tiện lợi. Còn nếu mình muốn sử dụng phía sau thì mình dựng xe phía sau đó, cho nó thông thoáng cô chú chị mình ha, tại vì hẻm ở sau là hẻm cục nha cô chú chị, nó không có thông. Đó, đây là cái lửng nhà mình nè, lửng này khoảng không gian này không gian lửng ha. Đó, cũng được thiết kế tay vịn nè, gỗ cam xe nè, inox 304 của chú chị. Và cái lửng thì có được một phòng kính nha cô chú anh chị, một phòng kính luôn. Đó, một phòng kính đây có cửa sổ nè, cửa sổ phía trước nè cô chú anh chị ha. Và Nguyễn Hoàng xin thông báo lại cô chú anh chị mình đó là nhà này là chủ quyền hồng rồi, đủ hết cô chú anh chị ha, sang tên công chứng liền trong ngày cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất do Nguyễn Hoàng quay nha cô chú anh chị ha. Đó, và Nguyễn Hoàng sẽ quay những cái video và những cái ngôi nhà với cái mức giá nó rẻ để cho cô chú anh chị mình tham khảo với cái bất động sản này nha. Và cô chú anh chị mình có bạn bè người thân mình đang cần tìm vị trí bất động sản á, nào á, thì mình cứ chia sẻ cái video đó nha để cho bạn bè người thân mình biết cô chú anh chị ha. Và ở trên đây nè, ở trên đây thì sẽ có hai phòng và một cái toilet ở giữa nha cô chú anh chị. Đây là khoảng không gian mà phòng ở phía 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 sau nè. À, một phòng phía sau và ban công. Hồi xưa á, là nhà mình á, là mặt tiền là ở phía sau nha cô chú anh chị ha. Nhưng mà sau này mình được cái đền bù á, giải tỏa ra, mở rộng cái đường ra thì mình làm cái mặt tiền ở phía trước nó hay hơn. Đó. Đây khoảng không gian này đây. Không gian này là ban công nhà mình nè. Hồi xưa là nhà mình là mặt tiền ở phía sau này nè. Cô chú anh chị. Đó, rất là tuyệt vời luôn.
Đó, được thiết kế bằng cửa sắt nè. Quá trời đẹp luôn cô chú chị ha. Có vòi nước nè. Cái khu khoảng không gian đó mình để máy giặt cái cô chú chị. Có đường ống cấp, đường ống xả ra sẵn rồi. Mình để máy giặt luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Cửa thì thiết kế là bằng cửa nhôm sinh pha nha cô chú chị. Đó, cửa nhôm sinh pha, kính, cửa kính ha. Đó, và đi thẳng vào bên trong đây thì mình sẽ có một cái toilet ở bên này nè. Khoảng không gian toilet đây. Có bồn cầu, lavabo. Đó, và vòi sen tắm nha cô chú anh chị. Đó, cửa thì được thiết kế bằng cửa cửa nhựa. Đây, đây là một khoảng không gian phòng phòng phía mặt tiền nè. Đó, giờ là mặt tiền nha cô chú anh chị ha. Đó, rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nhà mình giờ là quá tuyệt vời rồi. Ở đây thì mình có thể kinh doanh mua bán được nha cô chú anh chị. Tại vì đối diện mình là trường học của cô chú anh chị ha. Nên lưu lượng học sinh đi qua đi lại rất là nhiều nha cô chú anh chị mình. Đó, mình có thể buôn bán ở đây được luôn á. Đó, cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh nha. Bật chuông thông báo để mình xem những video sớm nhất cô chú anh chị ha. Và mình thấy cái video này phù hợp á, thì mình chia sẻ video này nha cô chú anh chị. Để cho bạn bè người thân mình biết cái vị trí bất động sản này nha. Nguyễn Hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.